Quốc Cường, Hiếu Thành. Xin nhắc lại, đây là một trận đấu hết sức quan trọng, giành chiếc vé cuối cùng vào vòng playoff. Hai pha bắn rổ liên tiếp của Lê Hữu Thành không thành công, nhưng đã có Leon Hampton, hai điểm đầu tiên cho Cần Thơ. Tâm Đinh, Lê Hữu Thành phối hợp với Leon Hampton. Nguyễn Văn Hùng và Tyrone Williams đang phối hợp với nhau để phòng ngự dưới rổ, nhưng vẫn không thể cản được Leon Hampton. Quốc Cường, Lê Hữu Thành. Leon Hampton ở trong những tình huống đánh dưới rổ thì Cần Thơ có thể rất yên tâm với vị trí của Leon Hampton. Chạy, đây là Nguyễn Lê Quốc Cường. Leon Hampton pha phối hợp tấn công tốt của các cầu thủ bên phía Cần. Bây giờ là đợt tấn công của Cần Thơ Capfis. Leon Hampton lại thêm một tình huống mớm mỏng cho Leon Hampton ở khu vực dưới rổ, và big man của Cần Thơ Capfis. Bùi Quốc Tân thực hiện pha rổ. Leon Hampton, Leon Hampton vẫn có thể ghi điểm bất chấp có đến 3 cầu thủ áo cam bay xung quanh mình. Phút thứ hai đã bước vào phút cuối cùng. Leon Hampton, tình huống end one dành cho ngoại bình của Cần Thơ Capfis. Đăng Hiển đã áp sát, áp rất sát Tâm Đình. Tâm Đình đã quyết định đột phá, đường chuyền quá tốt để Leon Hampton ghi điểm và thêm tình huống end one nữa. Thưa quý khán giả, vậy là trận tranh đấu giữa Đà Nẵng Dragons cùng với Cần Thơ Capfis đã chính thức khép lại. Và Cần Thơ Capfis đã là đội xuất sắc giành được chiến thắng với tỷ số là 73-78. Và như vậy là họ sẽ chính thức góp mặt ở vòng bán kết của giải đấu VBA Five năm nay. Và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là anh Leon Hampton, người đang rất là vui mừng, ăn mừng sự chiến thắng ngày hôm nay với những người đồng đội của mình. Chiến thắng ngày hôm nay phải nói là cực kỳ ý nghĩa đối với toàn đội bóng. Và có thể thấy là tất cả những người fan hâm mộ của Cần Thơ Capfis đã tới đây để cổ vũ cho các chàng trai của chúng ta. Họ đã luôn nhiệt tình và ở bên các chàng trai của chúng ta. Và đây, Leon Hampton, congratulations. I mean, like, the green today helps you guys to get into the playoff. Please tell us how you're feeling right now. It feels amazing to get a playoff run with my team. It's thanks to the team, thanks to the locals. They had a really good shooting game, good rebounding game. We got it together as a team. It feels amazing. I mean, like, there's always difficult to play against Da Nang Dragons, right? So, like, during the match today, when was the toughest moment for the whole team? For the whole team, I say, like, late in the fourth, I got, like, four fouls. So it was really hard for me to play, like, my real defense because I was trying not to foul. But I think, like, we just had to push through. Everybody had to get the ball through the press. They were playing, like, a really aggressive press. So we had to find a way to get through that and knock down free throws. We shot a lot of free throws. So according to the ranking, you guys gonna have to face Second Heat in the playoffs. Like, please tell us how you think about that. Right now we just got a game plan. We're gonna game plan, get ready for them. We know they're a great shooting team, so we gotta get ready for their three-point shooting. I mean, that's about it. Get ready for that, and we know they're real aggressive, like a triple team. When I get the ball in the post, so I gotta get my mind ready for that and get ready to play aggressive. So one last question: what do you think was the key factor helping you guys to achieve the win today? One of the key factors was Tam Din. He's an amazing player. Him and Tun knocking down free throws, and our local guys, they came through big. They were knocking down shots, getting rebounds, playing great defense. I feel like it was a team win. Congratulations. I hope you have more amazing games in the playoffs. Thưa quý khán giả, vậy là với câu hỏi cho anh hỏi rằng không biết là anh cảm thấy ra sao với chiến thắng ngày hôm nay đã giúp cho toàn đội Cần Thơ Capfis lọt vào vòng playoff, thì anh ấy đã chia sẻ rằng anh ấy cảm thấy cực kỳ tuyệt vời, bởi vì ngày hôm nay thì toàn đội đã nỗ lực hết sức mình và cuối cùng thì họ cũng đã có thể tiến bước sâu ở trong mùa giải ở vòng bán kết. Với câu hỏi rằng trong trận đấu ngày hôm nay thì thời khắc nào là khó khăn nhất đối với toàn đội, thì anh cũng chia sẻ rằng đội bóng của anh đã gặp rất là nhiều lỗi và mặc dù vậy thì họ vẫn phải tiếp tục nỗ lực để vượt qua những sai lầm đó để có thể ghi được nhiều điểm hơn, bởi vì Đà Nẵng Dragons là một đội bóng cực kỳ khó nhằn và họ luôn chiến đấu hết sức quyết liệt. Đối với câu hỏi rằng là họ hiện đang xếp ở vị trí thứ tư và sẽ phải gặp Saigon Heat trong vòng bán kết thì họ cảm thấy ra sao? Thì anh cũng chia sẻ rằng họ sẽ luôn phải chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất dù bất kể đối thủ của họ là ai, và chắc chắn là họ cũng sẽ cần cải thiện khả năng ném ba của mình này, và chắc chắn là thêm cả những việc có thể phản công nhanh chóng hơn, bởi vì Saigon Heat là một đội bóng rất là mạnh thì toàn đội chắc chắn là cũng sẽ quyết tâm hơn rất nhiều để có thể đối đầu với đội bóng này. Với câu hỏi cuối cùng thì cho anh hỏi rằng không biết rằng yếu tố nào đã giúp cho đội bóng của anh ấy giành được thắng lợi cực kỳ quan trọng này. Thì anh cũng chia sẻ rằng Tâm Đinh đã là một
thành viên thi đấu cực kỳ năng nổ và đã góp phần kiến tạo rất nhiều. Và thực sự là tất cả những cái cầu thủ của đội bóng, kể cả những cầu thủ local, những cầu thủ hoàn toàn là để ở đất nước Việt Nam của chúng ta, họ đều đã chiến đấu hết sức mình và họ đã mang đến được những màn kiến tạo rất tuyệt vời. Và xin được chúc mừng Cần Thơ Catfish đã là đội bóng tiếp theo chính thức bước vào vòng bán kết của VBA 5. Và thưa quý khán giả, thì chúng ta sẽ sắp tới trận thi đấu bán kết đầu tiên sẽ chính thức diễn ra vào thứ ba lúc 19 giờ ngày 24 tháng 11. Lịch thi đấu chính xác cụ thể sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang thông tin chính thức của VBA. Hy vọng quý khán giả sẽ dành thời gian theo dõi, đón xem và ủng hộ cho các chàng trai của chúng ta. Còn giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.